Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin sáng nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau. Thanh Hóa phấn đấu trồng 2 triệu cây xanh trong đợt phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giá trị tiêu thụ sản phẩm ô cốp của tỉnh Thanh Hóa đạt khoảng 20 tỷ đồng. Xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi tư duy, tập quán của người dân miền núi Thanh Hóa trong lao động sản xuất và thực hiện nếp sống mới. Công an huyện Quảng Xương xử lý vi phạm nồng độ cồn sau Tết. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, năm 2022, xuất khẩu tôm sẽ thuận lợi bởi Việt Nam có thể tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương. Nhu cầu nhập khẩu tôm của thế giới tăng trở lại, nhất là ở các thị trường lớn như Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, là yếu tố quan trọng để ngành tôm Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm, tận dụng tốt cơ hội, nhanh chóng phục hồi sau giãn cách xã hội kéo dài phòng chống dịch COVID-19. Theo lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, Việt Nam đã và đang thực hiện 16 hiệp định thương mại tự do FTA và các thị trường đều yêu cầu cao về tiêu chuẩn và quy chuẩn. Trên cơ sở đánh giá chung về thị trường, các nhà sản xuất, doanh nghiệp chế biến cần chuẩn bị những giải pháp kỹ thuật và xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường một cách chủ động hơn. Để khai thác tốt cơ hội về thị trường, năng suất và chất lượng là hai yếu tố then chốt. Vì vậy, thời gian tới phải chú trọng các yếu tố về nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là con giống, hạ tầng vùng nuôi trong chuỗi sản xuất tôm. Đối với thị trường tôm có rất nhiều tiềm năng nhưng cũng có nhiều thách thức và rủi ro, đòi hỏi trong quá trình triển khai phải rất linh hoạt trong chỉ đạo điều hành để thích ứng với điều kiện thực tế của từng giai đoạn, phải tăng cường chất lượng truy xuất nguồn gốc và giảm chi phí đầu vào. Trong những ngày đầu xuân mới, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022. Trong đợt ra quân đầu xuân Nhâm Dần, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu trồng 2 triệu cây phân tán các loại tại các trục đường giao thông, khuôn viên trụ sở cơ quan đơn vị. Để đạt mục tiêu này, các địa phương, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền đến đông đảo cán bộ và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng. Đây cũng là hoạt động thường niên trong cả nước, mang nét đẹp văn hóa mỗi độ Tết đến xuân về, thể hiện khát vọng về một môi trường xanh và phát triển bền vững, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ổn định. Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 được thực hiện gắn với kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ. Thông tin từ Tổ quản lý chương trình OCOP, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Thanh Hóa cho biết, ngay từ quý 4 năm 2021, Văn phòng đã hướng dẫn, khuyến khích các chủ thể hợp tác xã, doanh nghiệp đa dạng hóa hình thức quảng bá, kích cầu tiêu dùng để hệ thống sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đến gần hơn với người tiêu dùng. Nhờ đó, sản phẩm OCOP được tiêu thụ trong dịp Tết đã tăng đáng kể. Thông qua việc tuyên truyền quảng bá sản phẩm trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, treo băng rôn, trang trí không gian xuân, tổng giá trị sản phẩm OCOP được tiêu thụ trên thị trường đạt khoảng 20 tỷ đồng. Đây là mức tiêu thụ lớn nhất kể từ khi Thanh Hóa triển khai thực hiện chương trình. Các mặt hàng tiêu thụ số lượng lớn chủ yếu tập trung ở nhóm hàng thực phẩm và đồ uống. Sản phẩm được đặt hàng khối lượng lớn là bưởi Luận Văn, đông trùng hạ thảo Đăng Khoa, rượu đông trùng hạ thảo, rượu sâm báo, kẹo lạc, kẹo gạo lứt Đức Giang, đạt doanh thu khoảng từ 300 đến 400 triệu đồng một sản phẩm trở lên. Một số sản phẩm được tiêu thụ mang tính thời vụ như nem nướng Lài Vinh, giò bò Thuận Yến, măng khô Mường Ca Gia, đoạt doanh thu từ 20 đến 30 triệu đồng một sản phẩm. Để phát triển cây ăn quả bền vững, đáp ứng nhu cầu hội nhập, ông Nguyễn Văn Trung ở thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành ứng dụng công nghệ cao vào trồng cây ăn quả. Năm 2019, sản phẩm cam trong nông trại của gia đình ông đã được cấp giấy chứng nhận Global Gap. Đây cũng là mô hình trồng cam đầu tiên của Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn này. Vùng đất này trước đây vốn trồng mía nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2016, huyện Thạch Thành xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Gia đình ông Nguyễn Văn Trung đã thuê 50 hectare đất để phát triển trang trại trồng cây ăn quả. Bước vào xây dựng trang trại, ông Trung đã xác định cần phải ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn mới đảm bảo được sự phát triển lâu dài và mang lại nguồn thu nhập khá. Để biến ý tưởng thành hiện thực, ông Trung đã thuê kỹ sư nông nghiệp về tư vấn, quy hoạch và chuyển giao khoa học công nghệ.
toàn bộ diện tích trồng cây ăn quả đều được thiết kế áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ tưới của Israel. Kinh phí đầu tư cho hệ thống tưới này khoảng 50 triệu đồng một hecta, nhưng tiết kiệm được nhiều chi phí về công lao động. Áp dụng cái công nghệ cao ấy và cái công nghệ thông minh ấy thì thứ nhất là tiết kiệm được công nhân, thứ hai nữa là để cho cái cây trồng nó kịp thời có dinh dưỡng và kịp thời có đầy đủ cái nguồn nước để cho cây trồng, thì nó sẽ làm cho cái năng suất cây trồng và cái chất lượng của cây trồng nó rất là cao. Để chủ động nguồn phân bón hữu cơ cho cây trồng, ông Nguyễn Văn Trung đã dành 6.000 m2 để nuôi giun quế. Từ việc nuôi giun quế, mỗi năm ông thu về 3.000 tấn phân, tiết kiệm được 50% chi phí mua phân bón cho cây trồng. Ngoài ra, ông còn sử dụng cá biển, đỗ tương, giun quế, ngâm ủ với các loại men vi sinh để cung cấp nguồn dinh dưỡng cho cây trồng. Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất đạt chuẩn, người lao động cũng được trang bị những kiến thức cơ bản để sản xuất nông nghiệp an toàn. Trong trang trại, không sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thuốc diệt cỏ. Sau gần 2 năm thực hiện các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap, năm 2019, gần 30 hecta cam trong trang trại của gia đình ông Trung đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global Gap. Đây là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao nhất hiện nay trên thế giới mà các nhà nhập khẩu đưa ra để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cái động lực lớn nhất là để đưa được cái sản phẩm để đi xa hơn, để ra thị trường lớn. Thì muốn ra thị trường lớn thì mình cần phải đạt được cái tiêu chí đấy thì mình mới ra thị trường lớn. Thứ nhất là trong nước thì là đạt được tiêu chuẩn, nhưng quan trọng là mình phải xuất khẩu được ra thị trường của nước ngoài, và những cái thị trường khó tính mình phải đạt được. Cho nên là cái điều đấy là thôi thúc chúng tôi phải làm như thế. Vừa phát triển vừa mở rộng diện tích, đến nay trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Trung đã lên tới 75 hecta, gồm các loại cam, bưởi, bơ. Trong đó hơn một nửa đã cho thu hoạch. Mỗi năm trang trại cung cấp ra thị trường từ 800 đến 1.000 tấn quả. Trang trại cũng tạo việc làm ổn định cho 45 lao động với thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng một người mỗi tháng. Điều trăn trở của ông Trung là dù đạt tiêu chuẩn Global Gap, nhưng sản phẩm của trang trại vẫn bán cho thương lái theo giá thị trường tự do, nên giá trị kinh tế chưa như kỳ vọng. Tuy nhiên, với những lợi ích lâu dài như tăng năng suất, sản lượng, chất lượng nông sản tốt, tiêu thụ thuận lợi, ông Nguyễn Văn Trung vẫn tiếp tục lựa chọn quy trình sản xuất an toàn cho các loại cây ăn quả còn lại trong trang trại của mình. Bản tin theo ngày mới sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thống kê cho thấy hiện nay cả nước có khoảng 2,4 triệu phương tiện đã dán thẻ để tham gia dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng ETC. Cụ thể, có khoảng 2,4 triệu phương tiện đã dán thẻ để tham gia dịch vụ, chiếm hơn 50% tổng số phương tiện trên cả nước. Doanh thu thu phí ETC tại các trạm tăng từ 19% trong quý 1 năm 2021 lên 50% trong quý 4 năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, cả nước có 113 trạm thu phí đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng. Để dự án triển khai hiệu quả đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc cụ thể với từng địa phương, xây dựng kế hoạch lộ trình và mục tiêu dán thẻ, đảm bảo phấn đấu cho năm 2022, số lượng giao dịch thông qua hệ thống thu phí ETC tại các trạm thu phí đạt từ 80 đến 90%. Tính đến chiều ngày 8 tháng 2, cả nước đã tiêm gần 183,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Cả nước có 52 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%, 11 tỉnh, thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 82% đến dưới 90% là Thanh Hóa, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Phú Yên, Tây Ninh, Trà Vinh, Bình Dương. Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu các địa phương tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thần tốc mùa xuân năm 2022, ra soát tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao, không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine, đảm bảo an toàn tiêm chủng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo về việc mở lại các đường bay thương mại thường lệ quốc tế và tạo điều kiện để công dân Việt Nam nhập cảnh về nước. Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao về việc thực hiện các chuyến bay đưa công dân có hoàn cảnh khó khăn từ nước ngoài về nước, tại văn bản số 790 ngày 7 tháng 2 năm 2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về việc mở lại các đường bay thương mại thường lệ quốc tế và tạo điều kiện để công dân Việt Nam nhập cảnh về nước.
Đối với những trường hợp không thể về nước qua đường bay thương mại, Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan, thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ chủ trương biện pháp bảo hộ, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết năm 2022 dự kiến sẽ có 5 chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp. Trong đó, gói hỗ trợ 6.600 tỷ đồng sẽ được dành hỗ trợ tiền mặt cho người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm trong 3 tháng. Người lao động trở lại thị trường lao động sẽ được hỗ trợ tiền nhà trong 3 tháng, nhưng mức cao gấp đôi. Bên cạnh đó, người lao động sẽ được vay vốn để phát triển sản xuất với mức vay có thể tới hàng trăm triệu đồng. Ngoài các chính sách trên, ngân sách nhà nước sẽ trích một khoản để cho công nhân vay lãi suất thấp mua nhà với giá rẻ. Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ doanh nghiệp vay để xây dựng nhà ở cho công nhân mua hoặc thuê với mức lãi suất rất thấp. Về phía doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vay vốn không có lãi suất để trả lương cho người lao động đến hết ngày 30 tháng 3 và tiếp tục được hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động theo gói hỗ trợ 7.500 tỷ đồng. Theo số liệu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, từ ngày 1 đến ngày 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn tỉnh ước đón được 290.000 lượt khách tham quan trải nghiệm tại các khu điểm du lịch. So với dịp Tết Nguyên đán năm 2021, lượng khách tăng 11,8%. Tổng thu ước đạt 238 tỷ đồng, tăng 10,9%. Công suất sử dụng phòng lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt khoảng 36%. Trong đó, một số điểm đến thu hút đông đảo nhân dân và du khách là suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy đón 28.000 lượt khách, thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc đón 12.000 lượt khách, thành phố Sầm Sơn đón 27.500 lượt khách, khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân đón 40.900 lượt khách. Khu du lịch cộng đồng Pù Luông, huyện Bá Thước đón 4.200 lượt khách, đền Sòng, thị xã Bỉm Sơn đón 25.000 lượt khách. Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, nếu như ở các xã đồng bằng, kết quả dễ nhận thấy nhất là đột phá về cơ sở tầng và diện mạo nông thôn, thì ở miền núi, kết quả nổi bật nhất là những thay đổi về tư duy, tập quán của người dân trong lao động sản xuất và thực hiện nếp sống mới. Qua đó, giúp các địa phương miền núi phát huy được nguồn nội lực để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Để khai thác, phát huy tốt tiềm năng lợi thế đất đai rộng lớn, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Như Thanh đã phát động phong trào cải tạo vườn tạp, phát triển các mô hình kinh tế đồi rừng, trồng cây ăn quả, xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất. Nhờ đó, thu nhập của người dân được nâng cao, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Tính đến hết năm 2021, toàn huyện Như Thanh có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 9 xã và 76 thôn nông thôn mới, 12 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện Như Thanh đang là huyện dẫn đầu khu vực miền núi về xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó là tập trung xây dựng vườn mẫu, nhân dân là chủ động trong sản xuất. Nhưng có cái sự hướng dẫn sát sao của công chức nông lâm đã xuống, đã trực tiếp hướng dẫn cho các hộ gia đình trồng và chăm sóc theo cái kỹ thuật. Và đến nay thì một số vườn đã có cái hiệu quả kinh tế, một số vườn thì đang phát triển rất là tốt. Đời sống nhân dân có thể nói rằng là về kinh tế nông nghiệp có thể nói rằng là phát triển rất là khá. Các địa phương miền núi triển khai xây dựng nông thôn mới trong điều kiện còn nhiều khó khăn về kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo cao, địa bàn dân cư rộng nên phải đầu tư làm đường giao thông nông thôn nhiều. Do đó, để thực hiện chương trình, các địa phương đã tạo được sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng dân cư, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, nhiều địa phương miền núi đã xóa bỏ được tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, phát huy các lợi thế để phát triển kinh tế, giảm nghèo. Trung bình mỗi năm, mỗi huyện miền núi huy động được hơn 30 tỷ đồng từ nhân dân đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Tính đến hết năm 2021, 11 huyện miền núi đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 54 trên 163 xã và 817 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, 47 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Sau khi xây dựng nông thôn mới thì tình hình kinh tế trong địa phương phát triển rất mạnh, bà con nhân dân rất là phấn khởi, đường làng ngõ xóm chỉnh trang, đường đi lối lại sạch đẹp và các cái công trình phúc lợi được chỉnh trang lại, nhà cửa khang trang sạch đẹp. Xã cũng đã tiếp cận với nhiều các cái mô hình ở các cái địa phương qua cái học tập kinh nghiệm. Và đến giờ phút này là Cẩm Quý thì có cái mô hình phát triển cái bí xanh trên 5 hecta là một trong những cái đơn vị có cái diện tích lớn trong cái bí xanh. Thứ hai là phát triển gai xanh với cái diện tích gần 20 hecta đang cho cái thu nhập ổn định. Và cái diện tích mía ổn định lâu nay là trên 300 hecta trên địa bàn xã.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm nỗ lực của cán bộ và nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi đã có nhiều khởi sắc. Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2022, mỗi huyện miền núi sẽ có từ 5 đến 10 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, và toàn khu vực sẽ có thêm 15 xã trở lên đạt 19 trên 19 tiêu chí. Lựa chọn những phần việc cụ thể phù hợp với điều kiện của từng chi hội, trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt là phong trào xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn mới với các mô hình nhà sạch vườn đẹp, nhà sạch vườn mẫu, tuyến đường do phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường. Năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Sơn, phụ nữ xã Đông Minh đã lựa chọn một chi hội để làm điểm xây dựng tuyến đường nông thôn mới với chiều dài gần 1 km. Tuyến đường được các hội viên phụ nữ trồng và chăm cây xanh, phân công tổng vệ sinh môi trường hàng tuần. Mỗi gia đình dọc tuyến đường đều chỉnh trang, xây dựng tường rào thoáng, đảm bảo các tiêu chí nhà sạch vườn mẫu, nhà sạch vườn đẹp, phân loại rác thải. Sau một thời gian, mô hình điểm này đã giúp cho phụ nữ xã Đông Minh lan tỏa phong trào phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới trên toàn xã. Từ một cái mô hình mà do huyện chỉ đạo tham gia ấy, thì đến nay ấy, thì chúng tôi thấy cái mô hình này là rất thiết thực, hiệu quả trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu của xã ấy, thì chúng tôi đã xây nhân rộng cái mô hình này tới tất cả các chi hội trong toàn xã. Và đến nay là 6 chi hội của chúng tôi ấy, đều là mỗi chi hội chúng tôi xây dựng 1 đến 2 cái tuyến đường như thế này, là cái mô hình nhà sạch vườn đẹp. Nhận thức rõ vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Sơn đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua lồng ghép với các phong trào do hội cấp trên phát động, đồng thời chỉ đạo hội phụ nữ cơ sở đăng ký với cấp ủy chính quyền thực hiện có hiệu quả các hoạt động phần việc của mình. Nhiều chi hội phụ nữ đã vận động quyên góp mua thùng thu gom rác trên các tuyến đường trong thôn xóm, nhân giống cây hoa, tổ chức ngày tổng vệ sinh môi trường vào thứ bảy hàng tuần. Đến nay, huyện Đông Sơn có tới 300 tuyến đường do phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, xanh sạch đẹp. Cùng với đó, mô hình nhà sạch vườn đẹp, nhà sạch vườn mẫu được nhân rộng ở tất cả 94 chi hội phụ nữ trong huyện. Năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Sơn đã xây dựng đề án phân loại và xử lý rác thải làm phân bón vi sinh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và triển khai thực hiện tại 14 trên 14 xã thị trấn nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ các xã tham gia xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều hộ đã có phân bón sử dụng cho cây trồng để tăng giá trị sản xuất, tăng thu nhập, giảm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, nhân rộng mô hình nhà sạch vườn mẫu, nhà sạch vườn đẹp. Cái cách làm của chúng tôi là chúng tôi trước hết là cho chị em đi tham quan mô hình, tập huấn và thực hành, làm điểm, sau đó cho chị em làm thực tế tại một chi hội, mỗi xã một chi hội, sau đó nhân rộng và lan tỏa đến tất cả các chi hội trên địa bàn cũng như là các ngõ, các khu dân cư. Nỗ lực tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là cảnh quan môi trường nông thôn, các cấp hội phụ nữ huyện Đông Sơn đã và đang góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Ngày 8 tháng 2, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện Giọt hồng Blue Trắng năm 2022. Chương trình thu hút sự tham gia hiến máu của 90 cán bộ y bác sĩ, người lao động của Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa. Kết quả đã thu được hơn 90 đơn vị máu. Chương trình hiến máu tình nguyện Giọt hồng Blue Trắng là hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng được Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa tổ chức hàng năm, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến máu cứu người của cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện. Đặc biệt đã góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Quảng Xương đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, đặc biệt lập chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến tỉnh lộ và các đường liên huyện. Vào những ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số lượng người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường khu vực nông thôn tăng cao do vẫn còn tâm lý vui xuân và đi lễ hội. Kéo theo đó là khá nhiều các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong đó nổi cộm là việc uống rượu bia, điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ghi nhận thực tế tại tuyến đường liên xã từ Quảng Bình đi Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, qua công tác kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện đã phát hiện nhiều trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Những trường hợp vi phạm đều bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt và tạm giữ phương tiện theo quy định.
Lực lượng cảnh sát giao thông công an Quảng Xương chúng tôi đã đồng loạt ra quân và huy động thêm lực lượng công an xã thị trấn tập trung tuần tra kiểm soát. Chính vì vậy mà trong thời gian trước, trong và sau Tết, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Quảng Xương ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, ùn tắc giao thông cũng như là đua xe trái phép. Thực tế cho thấy, thời gian trong và sau Tết Nguyên đán thì tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn lại có chiều hướng gia tăng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Vì vậy, thời gian từ nay đến hết tháng Giêng, Công an huyện Quảng Xương tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, trong đó tập trung vào các khung giờ cao điểm và ban đêm, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn huyện. Trong thời gian tới, tiếp theo những ngày sau Tết, nhân dân vẫn đang có tâm lý về vui xuân đón Tết và cũng là cái thời điểm diễn ra các cái lễ hội đầu năm, thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi tiếp tục tuyên truyền và tuần tra kiểm soát và tập trung xử lý nghiêm nhóm hành vi nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó là tập trung các hành vi về vi phạm về nồng độ cồn, chở quá tải trọng cho phép, quá kích thước thành thùng, người điều khiển xe mô tô chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm và đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, nhằm nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Bản tin thời sự ngày 10 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.